hẳn bạn cũng đã có lúc băn khoăn khi có nhu cầu đặt đồng phục mà không biết bắt đầu như thế nào để có những bộ đồng phục ưng ý, chọn được công ty may đồng phục nào uy tín, thiết kế đẹp, chất lượng mà giá thành hợp lý. Sau quá trình tìm hiểu và lắng nghe khách hàng, Đồng Phục Bốn Mùa đã xây dựng một quy trình đặt may đồng phục và làm việc với khách hàng chặt chẽ, chuyên nghiệp nhằm hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất, hướng tới mục tiêu liên kết, gắn bó lâu dài. Sau đây, hãy cùng Ngân Hà tìm hiểu chi tiết hơn về quy trình, thời gian hoạt động tối ưu cho một đơn hàng, dù lớn hay nhỏ tại Đồng Phục Bốn Mùa nhé! Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu và tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng. Bước đầu tiên tại Đồng Phục Bốn Mùa khi khách hàng có nhu cầu làm đồng phục luôn là bước vô cùng quan trọng. Sau khi trao đổi cụ thể hơn về yêu cầu đơn hàng, cả hai bên đều sẽ nhận được thông tin mình mong muốn. Cách 1. Liên hệ trực tiếp tới số hotline hoặc Zalo 0969 228 488. Cách 2. Liên hệ qua email dongphuc4mua@gmail.com. Cách 3. Liên hệ trực tiếp tại trụ sở chính của Đồng Phục Bốn Mùa, số 33, ngõ 102 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội. Bước 2. Tư vấn báo giá chi tiết cho khách hàng. Sau khi tiếp nhận được thông tin đầy đủ về sản phẩm mà bạn đang có nhu cầu làm, phía bộ phận tư vấn có trách nhiệm, nghĩa vụ thông báo cho bạn đầy đủ thông tin về mẫu đồng phục này, từ chất liệu, màu sắc, kiểu dáng cùng với những chính sách ưu đãi bạn nhận được. Bước 3. Tạo thiết kế theo yêu cầu và chỉnh sửa miễn phí đến khi khách hàng ưng ý. Có thể nói, đội ngũ thiết kế là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất, quyết định đến sự thành bại của sản phẩm. Với một đội ngũ trẻ, luôn luôn sẵn sàng có những ý tưởng thiết kế độc đáo, sáng tạo. Chỉ cần bạn đưa ra ý tưởng, những thiết kế chuyên nghiệp của Đồng Phục Bốn Mùa sẽ mang lại cho bạn một mẫu đồng phục ấn tượng, độc nhất vô nhị. Và nếu bạn thống nhất với những mẫu đồng phục thiết kế đó, thì sẽ tiến hành ký hợp đồng thỏa thuận. Bước 4. Ký kết hợp đồng và tiến hành đặt cọc. Hợp đồng thương mại là yêu cầu bắt buộc phải có trong kinh doanh nếu muốn thể hiện sự chuyên nghiệp. Trước khi ký kết hợp đồng này thì cần có đầy đủ các thông tin cơ bản sau. Thông tin về sản phẩm, thiết kế sử dụng trong mẫu đồng phục này, số lượng là bao nhiêu, màu sắc dùng trong may đồng phục, bảng sai số chính xác, đầy đủ thông tin, tính chất sản phẩm, thời gian giao hàng. Ngoài ra, tùy vào đơn hàng sẽ có những khoản khác liên quan giữa hai bên. Nếu như đã thống nhất về các thông tin này, bên phía Đồng Phục Bốn Mùa sẽ tiến hành soạn thảo một bản hợp đồng chính thức và gửi tới bạn nhanh nhất qua Gmail. Bước 5. Tiến hành sản xuất và hoàn thiện sản phẩm tại xưởng của Đồng Phục Bốn Mùa. Với quy mô nhà máy lên tới 10.000m², mỗi xưởng may đều được trang bị đầy đủ những thiết bị, kỹ thuật tân tiến nhất. Ngoài ra, nhân sự trong xưởng may đều là những người có trình độ tay nghề cao với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành may mặc. Đồng Phục Bốn Mùa tự tin mang đến cho khách hàng trải nghiệm 100% hài lòng, đảm bảo yêu cầu về mẫu mã, chất lượng, số lượng, thời gian cho mọi đơn hàng từ năm trước tới không giới hạn số lượng. Bước 6. Giao hàng và nhận phản hồi từ khách hàng. Khi đơn hàng được sản xuất xong, nhân viên tại Đồng Phục Bốn Mùa sẽ gọi điện xác nhận lại địa chỉ nhận hàng, sau đó tiến hành giao hàng đến tay khách hàng. Sau đó, khách hàng có trách nhiệm nhận, kiểm tra sản phẩm và tiến hành thanh toán 50% đơn hàng còn lại cho phía giao hàng. Nếu quý khách có bất kỳ những thắc mắc hay là phản hồi về chất lượng sản phẩm, vui lòng thông tin ngay tới Đồng Phục Bốn Mùa để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết tốt nhất. Trên đây là 6 bước cơ bản trong quy trình đặt may đồng phục tại Đồng Phục Bốn Mùa. Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ mang lại cho bạn trải nghiệm thật tuyệt vời và hài lòng nhất. Đồng Phục Bốn Mùa rất hy vọng có thể hợp tác cùng với khách hàng trong tương lai.